Báo điện tử VTC News đổi tên miền từ vtc.vn sang vtcnews.vn. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở xảy ra khoảng 4 giờ tại km 10 900 quốc lộ 34 Hà Giang Bắc Mê, xã Yên Định Bắc Mê. Chiếc ô tô khách 15 chỗ chạy tuyến Hà Giang Bảo Lâm bị đất đá vùi lấp. Theo thông tin chủ xe cung cấp cho cảnh sát, trên ô tô có 16 người. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Giang huy động các lực lượng đào bới tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Đến 14 giờ ngày 13 tháng 7, số tử vong do vụ sạt lở kinh hoàng được ghi nhận là 11 người, 4 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Nó sập kẹp chân em ấy, sao không chạy được. Xong lại sập lần thứ hai kẹp vào người ấy. Chứ sao em không biết gì luôn. Lúc này trời tối, thấy toàn đất và cát này. Xong đến 5 giờ sáng có mấy anh cứu hộ kia. Đến cứu. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang cũng đã điều thêm 2 máy xúc vào hiện trường để đào, hốt đất đá. Tại vị trí km 10 950 đã bị lấp toàn bộ mặt đường, chiều dài khoảng 150m, chiều cao khoảng 15m, chiều rộng khoảng 20m, ước tính 50m khối. Tại vị trí này vẫn đang tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm cho người và phương tiện đang khắc phục tại tuyến.